Thưa quý vị, một lượng hàng hóa lên đến hàng trăm tấn với đủ mọi chủng loại đã bị lực lượng chống buôn lậu Tổng cục Hải quan bắt giữ trong thời gian gần đây. Điều đáng nói là tất cả hàng hóa này đều là hàng hóa đã qua sử dụng và thuộc diện cấm nhập vào Việt Nam. Vietcombank ra mắt chương trình khách hàng thân thiết VCB Rewards, giao dịch tích điểm đổi qua. TV, tủ lạnh, đến tăng âm loa đài, rồi xe đạp, xe máy, từ rẻ tiền đến đắt tiền, từ phân khối nhỏ đến phân khối lớn. Tất cả đều là hàng đã qua sử dụng và được nhập lậu qua đường cảng biển. Theo đại diện Cục Điều tra chống buôn lậu của Tổng cục Hải quan, hành vi vi phạm chủ yếu ở tuyến biển là khai báo sai tên hàng, giả mạo hồ sơ. Điều đáng nói, khi bị đánh mạnh ngoài Bắc thì các đối tượng lại đưa hàng vào miền Nam. Thì khi mà chúng ta làm mạnh ở đường biển, ở bên miền Nam thì nó ra miền Trung, ở miền Bắc thì nó vào miền Trung, và khi mà làm mạnh ở phía Bắc thì nó lại làm cái dạng như là quá cảnh, đi vào miền Nam, xong rồi nó đi sang các nước nào, Campuchia, xong lại thẩm lậu vào Việt Nam. Đấy, cái hình thức nó có thể thay đổi thường xuyên, nhưng về cung và cầu thì rõ ràng là cái quan hệ cung cầu đấy, thì cái lượng hàng lậu nó vẫn cứ thẩm lậu qua vào cách Việt Nam. Theo lãnh đạo Tổng cục Hải quan, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa không có dấu hiệu hạ nhiệt. Thậm chí còn xuất hiện nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh hơn trên tất cả các tuyến với nhiều chiêu mới. Nhưng thủ đoạn quen thuộc nhất vẫn là các đối tượng buôn lậu thành lập nhiều công ty, ghi địa chỉ sai, doanh nghiệp không có bảng hiệu, thường xuyên thay đổi trụ sở. Sau khi bị phát hiện gian lận thì doanh nghiệp từ chối nhận hàng nhằm trốn tránh trách nhiệm. Trong 6 tháng đầu năm thì ngành hải quan đã tập trung làm rõ một số những cái phương thức, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại. Trong đó nổi lên cái việc vận chuyển hàng hóa qua đường biển mà có các cái dấu hiệu nghi vấn, sai giấy phép, không đúng mặt hàng. Theo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình nhập lậu hàng hóa qua các cửa khẩu, cảng biển, sân bay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát đã giảm hẳn. Tuy nhiên, với hơn 7.000 vụ cùng trị giá hàng hóa hơn 1.500 tỷ đồng bị lực lượng hải quan chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ trong 6 tháng đầu năm nay, cho thấy tình hình buôn lậu vẫn diễn biến hết sức phức tạp.